vậy tôi dắt ra đi tắm nè. Đẹp. Là trời. Đẹp. Quá nặng rồi cả nhà ơi. Ơi. Mưa xuống động một dũng ngay đây nè, ngay chân cái tuyến đường trục xe chính người ta chạy luôn nè, coi nè. Ngay cái dòng xiến đó mà nằm tắm như vậy đó. Em chào cả nhà nha. Giờ là em đi tìm nãy giờ, giờ mới phát hiện nè, nó tắm luôn rồi kìa. Trời ơi trời. Nằm tắm nè, ngay cái đường xe lớn người ta chạy luôn kìa. Này nguy hiểm quá. Chưa đi vô mới được. Trời 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 trời, nằm cái chân vô đường xe lớn người ta chạy luôn. Tắm kìa. Ê ê. Ơi, đường xe lớn người ta chạy mà nằm ở đâu tắm ngay đây vậy? Đi vô. Trời ơi trời, đẹp. Thằng ơi trời, ngồi gõ đầu luôn kìa trời. Quá rồi. Đi vô, đi vô. Ôi trời. Đi ngang ai ta cũng dởm trơn kìa, đẹp. Ngay con đường xe lớn người ta chạy đó. Ôi trời. Tắm á hả? Đánh thằng ơi. Trời. Bó tay luôn trời. Rồi ngay chân cái trục giao thông chính của thành phố Long Xuyên tắm luôn. Đường chặn não á kìa, tắt nước kìa. Đi vô đứng dậy tôi dắt cho đi tắm nè. Đẹp. Là trời. Đẹp. Quá nặng rồi cả nhà ơi. Ơi. Mưa xuống động một dũng ngay đây nè, ngay chân cái tuyến đường trục xe chính người ta chạy luôn nè, coi nè. Ngay cái dòng xiến đó mà nằm tắm như vậy đó. Ôi trời, muốn hồn thiệt chứ. Vậy đó, mỗi lần kêu đi tắm là nói tắm rồi là chắc tắm vậy đó. Kìa ai đi ngang gặp cũng dòm nói hết trơn kìa. Đó, đi ngang là dòm à. Trời ơi trời, đẹp thì đẹp tình chứ. Đó, ai đi ngang cũng nhịn chứ kìa. Gầm đây nữa rồi đó. Vậy đó là gọi là tắm rồi đó. Mỗi lần nhắc tới tắm là bắt đầu cự cho coi nè nha. Má ơi. Trời ơi, ai đi ngang ta cũng dòm hết trơn cả nhà ơi. Biết sao mà dưới bà này giờ thiệt chứ. Dấu ống lên trên này nè. Dấu ống lên nè. Giờ cái bụng đó lắm. Ở dưới á, thoải mái không chịu. Đi theo à, đi theo. Đi ra tới đầu đường tìm kiếm để đi theo, rồi bây giờ để ngày hôm nay đó là để cho như vậy. Trời ơi, bà hai gia trai ơi.
tài luôn. Đó đi ngang cũng dòm chân. Đi vô đẹp. Ê. Đi vô đi tắm đi, mai lấy cho hai mấy tại số bán nè. Ơi. Đẹp. Hết thuốc chữa luôn. Dũng nước rồi, nước mưa động lại đang thùi lùi mà chung với nó tắm. Vậy ngứa mà không biết sao mới chịu nổi, cũng không hiểu. Cái gì rồi đó. Chiến mà đường tỉnh nữa, đi gan như nàng chi tá mắc cạn luôn. Thầy đẹp, tôi hỏi bà này nha, giờ bà nói thiệt nha, tôi nghi bà có bầu quá. Đẹp đẹp cho tôi nghi bà có bầu quá, bụng bà này bự dữ đẹp. Đi vô má mày đi. Đẹp bụng bà này sao mà to đùng luôn trời, có bầu không? Đẹp. Giờ lấy số bán không? Ủa, dữ dằn chưa, làm mặt dặn luôn nữa kìa. Thôi mày đi qua má mày đi mày ơi, đừng có lại gần tao mày ơi. Đi 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 đi, đi qua má mày đi, để tao nói chuyện với má mày chút coi cái hình má mày sao mà giống có bé Bi quá. Trời ơi, đi qua má mày đi, đừng có lại tao. Nè ôm nè, ôm nhảy nhật gáp nữa nè. Nè bắt đầu nhảy nè. Nè ông đây nhảy nhật gáp nè. Nó liếm kìa. Trời ơi. Không thay đồ luôn trời. Ui. Không thay đồ luôn.
bó đầu, bó tay luôn. Để cho mấy chục ngàn đâu ơi, lấy không? Nhìn liền ha, nó cho mấy chục ngàn cái nhìn liền ha, dễ sợ thì giữ dần giữ dần. Giữ gần quá, giữ gần nè, giữ gần với con thằng lành. Nè, cảm ơn nha chị. Tải giờ với tim ơi, giữ giờ hát bài tặng ơi, không gài không nghe hát gì chân nè. Xe gãy rồi, xe gãy rồi. Đâu có thì dịnh vậy thôi, chứ đâu có leo lên ngồi đâu. Nặng mẹ nó rồi. Sao vậy? Chở nặng quá hả? Chở gì đây nặng quá gãy luôn xe rồi. Đèn cày đâu có mà. Cái gì? Đèn cày. Rồi đèn cày đâu dữ vậy? Đèn cày đâu mà. Trời Phật ơi. Xong đem đi bán thử coi bán được không? Không, ai đâu mua. Lụm để dành gì vậy? Rồi đi. Dành nấu đồ ăn. Ờ, giỏi 10 điểm. Rồi nãy đem lên đẳng có đem đi cho ta coi hàng ra không? Đẩy vô chợ Mỹ Xuyên trong đường mà trong đây nè. Để không ngọn đi vô xíu rồi có chỗ hàng á. Chỗ nào? Mà bây giờ giờ này ta đâu có hàng, chiều rồi ta nghỉ rồi, sáng mai đẩy vô. Chợ Mỹ Xuyên ở đâu? Chỗ mà quẹo vô đây tới nè, chỗ công ty gạo Ngọc Mặt Trời đó. Đẩy vô cái chợ này hả? Ừ. Quẹo vô xíu tới rồi không đi vô trong. Quẹo vô là tới, là tới ngay chân chỗ cái ngã ba đó là gặp có cái ông đó, ông hàng điện hàng gió đá rồi đó. Trời ơi xe gãy luôn rồi, tội nghiệp chưa tôi kìa. Trời ơi gãy rồi, lật lệ cái bánh xe rồi. Trời ơi khổ chưa. Thì trời ơi cái bọc lem này mới nằm lên mà gãy cỡ đó luôn á hả? Ừ. Trời ơi cái bọc lem này thiệt tình nữa chứ. Không phải mình nữa đâu. Rồi ai nữa? Vợ nữa. Dẫn nguyên đội quân lên nữa hả? Ừ, nó dẫn con quân lại nữa, leo lên xe đẩy luôn rồi. Trời ơi thiệt tình chứ. Ê ông lên, mày dắt chai lên ngủ không lên? Ê ăn kìa. Dắt con bull lại ngủ nữa hả? Ừ. Trời ơi đã vậy. Dắt con bull lại ngủ nữa, leo xe ngủ thôi. Bởi vì nó bị gãy rồi. Trời ơi ông Lem này thiệt chứ báo mà đẹp không. Hết thế ông Lem này. Dắt bạn trai lại ngủ hả? Ừ. Quá trời luôn nữa kìa. Bè trình ký. Phật ơi. Trời ơi quá chừng đồ. Ờ đèn cày kìa. Quá chừng đèn cày luôn rồi. Phải rồi nó nặng đúng rồi. Có gì nữa không? Thuốc tỏ sức gì hả? Đồ ăn đồ uống luôn nữa kìa. Mai mốt mở chỗ bán đồ sáng luôn nha. Trời ơi, nay lụm được bóp đá trời xịn sò vậy. Quá dữ. Xu dầu, xu dầu, xu dầu. Treo lên. Đúng rồi. Mới ngồi tẻ này cái gì khai quá trời khai. Kìa kìa kìa, kêu bắt lính mà kìa. Tắm rồi mặc nguyên bộ đồ luôn.
nước dưới đó đâu có đủ đâu mà tắm. Mai lấy đồ lên cho đi tắm nha. Không. Rồi cho giấy số bán. Không. Chịu không? Không. Vậy. Đi tắm đi cho giấy số bán. Không không. Chứ sao? À tắm tự đi tắm. Chứ giờ không chịu đi tắm nữa hả? Không. Trời ơi. Tắm gì nãy thấy trời lấy nước tha tha không tắm gì. Kìa còn nước nữa kìa, lấy nước tới sói lên mình cái đây. Hầm mà làm sân khấu bởi vì kêu sao chiếc xe không nặng quá trời luôn mà thêm ốc lem dắt bồ để chơi không lem hay đẹp đây không biết nữa. Muộn nẻ kìa trời ơi quá chừng luôn rồi. Tính ra mở quán cơm hả vậy cha, trời ơi có chén nữa kìa. Rồi rồi này tính mở quán cơm bán thiệt cái gì rồi. Rồi rồi cái dây đó là dây bơm hơi đâu có xài được nữa đâu mà lụm làm gì. Bán hết chưa? Bán hết chưa? Coi gì đó tao lụm được, tao nhặt được, tao bán bớt đi. Bù lon bán được đó, cái này bán được nè. Lấy đồ cắt nó ra, phục mày nè. Chịu đây nghe tiếng chuông nhà thờ đã ha. Láng do luôn trời. Công nhận không còn cọng râu luôn nữa. Ê, bữa nào tôi mua đồ cho bà trang điểm nha. Thấy bà lúc này cũng xuống sắc chứ lắm rồi đó nha. Mua kem son phấn rồi cho bà nha. Bà xài kem về với phấn son màu gì hả? Đẹp không? Đẹp đi. Tôi mua cho bà hũ kem hũ son ha. Mua cho chai lăn nách luôn nha. Lên mình thành hot girl rồi lại chứ đâu cũng phải bèo bở đâu mà. Nha. Mai mốt gì mua cho. Mua son màu đỏ ha. Mắc ca ga không? Đẹp. Không chịu mua gì chứ hả? Trời ơi. Lâu lâu trang điểm thử một cái coi coi. Thở đi. Nhìn cái nó lộng lẫy cỡ nào. Nhan sắc ngày nào giờ đâu mất tiêu rồi. Mấy cái thùng bên đây là bỏ hết đó hả?
lại là bán được đó. Này lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra bán được đó. Cọp bên đây mai đem chổng hàng đi. Biết rồi nhưng mà ông dở bây giờ cái xe lên giùm tôi thôi. Rồi sao nặng dữ vậy? Rồi chưa nặng quá trời nặng ơi. Được chưa? Nặng quá có tay một mà. Được chưa? Được chưa? Trời vậy được ha. Trời trời. Trời không biết cảm ơn tiếng nữa trời không có người ta sao làm trời. Ừ. Trời ơi, hết hồn à. Lũ lũ qua tưởng ai không à. Có đi đâu đâu mà về cái lòng vòng không à. Ở đâu? Thấy trên gò ấy hả? Thấy mà không biết mua gì cho chị mình ăn hết trơn sao kỳ vậy? Mày dở quá, Mai ơi. Coi tiếp chị buộc kè. Đi lên đây. Xe bị gãy rồi kìa, thì bỏ bỏ lên cho chị đẹp coi đó. Đỡ lên cho người ta không đỡ mà cứ đè xuống không à. Bởi vậy mày tệ quá Mai, em của chị đẹp lại đó quý vị đó, hay chưa, đỡ lên Mai. Lâu lâu giờ có chút xíu mà làm cũng không xong nữa Mai. Đừng để anh ra tay nha, anh ra tay người ta cười mày đó nghe. Tướng mày bự, tướng anh nữa mà mày làm không nổi. Có. Trời ơi chị mày chưa làm xong nữa mày buông ra rồi. Ơn đâu ơn, người ta còn buộc gì á mà. Ừ ơi. Xong chưa? Ừ xong rồi thôi rồi đi đi. Ừ đi bán số đi. Chứ mày đi làm gì bữa nay? Ừ ơi, bữa nay chủ nhật xả hơi hả? Dữ dằn. Dắt chị đẹp đi tắm đi. Trời ơi, hai đứa mà đi xuống sông tắm chắc đã dữ ta. Sao không chắc ngủ gì đẹp đi Mai. Okay. Mai ngủ gì đẹp đi tắm đi. Trời ơi, lâu lâu cái em gái ghé thăm mà đưa đi tắm không chịu đi. Ừ. Để mày hôn nó thử cái coi. Hùng nó coi. Thùng nó. Hùng. Hùng. Hết. Thơm lắm á. Hùng nó cái coi. Thùng nó. Ồ, thấy chưa? Nó thấy chưa? Nó hùng ghê chưa? Đó, thấy chưa? Nó thấy chưa? Nó biết khôn phải không? Thấy không? Nó hùng mà thấy không?
Trời ơi có bánh ăn nữa kìa. Chia cho mai cái rồi đẹp. Hùng á, hùng, hùng cá ơi. Trời ơi, kìa thấy chưa? Đó, mày là em của đẹp đúng luôn đó. Tình thương, bình thường hả mai? Coi mai mày chỉ cho chị đẹp đi hàng cái chân nó lại coi. À, mấy cái xe, mấy chỗ ở đây nè, đường này nè. Đường nào? Mai mới có ha. Mai nó cũng thương chị đẹp lắm, trẻ hung với trẻ hung ấp lên rồi nha, hung nè. Hung. Hung mèo hoài đây. Vậy chứ nãy giờ mày cũng hung nó hoài chứ bộ. Ở đây nghỉ không kìa. Thôi ra ở đây chung với chị đẹp luôn đi Mai ơi. Thôi. Bỏ chồng đi ra đây ở chị đẹp đi. Hai chị em sống cho nó vui. Chị đẹp, bà đẹp tôi sống nổi. Tao nói mày nghe nè, chị đẹp có bầu rồi đó. Mày lại mày hỏi coi. Kìa nhìn cái bụng kìa. Bầu với ai ạ? À? Bầu với mình em á. Tao lại luôn. Trời ơi trời ơi. Trời ơi trời. Kìa mày nhìn nữ rồi. Hỏi với ai? Không lên em. Thấy không? Hôm nay mà ông ở dưới này không? Ông làm gì em đại bài là nhắc nào mà đâu mà nữa đi cũng lỡ ổng á. Ê thôi. Cái gì nè. Chết trời, chết trời. Chết trời. Ê ê ê, nó chơi thôi, nó chơi thôi, đừng nó. Nó chơi nó đừng lấy cây. Cây này để đánh mày. Đừng đánh, để đánh mày kìa. Bỏ tài. Mày đừng hỏi nữa mày. Khi mày hỏi vợ tao lùm la hết trơn. Ngày mai tao đưa cái clip này lên cộng đồng thấy cha tao luôn. Đó thấy chưa? Đó kìa, đó thấy chưa? Đó. Đó thấy rồi. Rồi giờ tao lên xin phép chào tạm biệt cả nhà nghe. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Chết luôn rồi trời.